Diễn viên An Dĩ Hiên suy sụp khi chồng tỷ phú bị cảnh sát bắt giữ. Sự kiện chồng bị bắt khiến dư luận đổ dồn sự quan tâm vào nữ diễn viên An Dĩ Hiên. Ngày 7 tháng 2, China Times đưa tin sau khi doanh nhân Trần Vinh Luyện bị bắt giữ, An Dĩ Hiên suy sụp khóc nhiều. Nữ diễn viên cũng cố gắng nhờ các mối quan hệ để cứu chồng. Theo China Times, chồng An Dĩ Hiên có thể phải nhận án phạt 20 năm tù giam, trong đó với tội danh điều khiển tổ chức ngầm hoạt động phi pháp. Trần Vinh Luyện nhận mức án tối đa là 15 năm tù giam. Thêm vào đó, tỷ phú sòng bạc Macau còn vướng vào các cáo buộc đánh bạc rửa tiền, từ chối hợp tác điều tra. Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết thêm vụ án của Trần Vinh Luyện có liên quan đến vụ án của tỷ phú sòng bạc khác là Châu Trác Hoa. Châu Trác Hoa bị bắt vào tháng 11 năm 2021. Hiện tại, Châu đã nhận tội, đối diện ít nhất 10 năm tù. Trần Vinh Luyện là chủ tịch tập đoàn Đức Tấn, nhà điều hành trò chơi cá độ bóng đá có tiếng ở Macau. Vị đại gia này sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ngày 29 tháng 1, cảnh sát Macau tiến hành bắt tạm giam chồng của An Dĩ Hiên. Sau khi ông chủ bị bắt, trang web và Facebook chính thức của Đức Tấn không còn hoạt động. Hiện phía cơ quan chức năng tiến hành điều tra, lấy lời khai những người có liên quan. An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện kết hôn vào năm 2017. Sau khi lấy chồng, người đẹp sinh năm 1980 gần như rút khỏi showbiz, chỉ tham gia một số sự kiện thương mại. Cặp đôi hạ sinh con trai đầu lòng vào tháng 7 năm 2019. Có thông tin, thời điểm An Dĩ Hiên sinh con, chồng đại gia mua liên tiếp 4 căn hộ cao cấp trị giá gần 8 triệu đô la Mỹ thưởng nóng cho vợ. Cuối tháng 10 năm 2020, An Dĩ Hiên sinh con thứ hai là một bé gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của người đẹp không viên mãn như nhiều người tưởng tượng. Cô bị chồng quản lý chặt chẽ về giờ giấc sinh hoạt. An Dĩ Hiên từng chia sẻ nguyên nhân chính mâu thuẫn là sự khác biệt của hai con người ở hai lĩnh vực kinh doanh và giải trí.